Với những chương trình nổi cộng của tháng 4, có những cái chủ đề liên quan đến người Việt trong và ngoài nước, những ý thức hệ giữa người Cộng sản và những ý thức hệ giữa người Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Thắng sẽ đến với quý vị trong một loạt những cái chương trình nói về Việt Nam, nói về tất cả mọi vấn đề chính trị, luật pháp, về xã hội, về giáo dục, sẽ góp mặt với chương trình của chúng ta. Mong quý vị và các bạn tham gia, theo dõi, cùng đóng góp ý kiến để cho mỗi ngày chương trình được hoàn thiện hơn. Để tham gia chương trình hôm nay, luật sư Thiện Ý sẽ có những cái đóng góp gì với chương trình. Mong anh cho ý kiến với khán giả đang theo dõi anh từ trong nước, ngoài nước, khắp nơi trên thế giới. Mong anh tham gia đóng góp với chương trình càng nhiều càng tốt. Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng Nguyễn. Dạ. Và thưa quý khán thính giả trong và ngoài nước, chúng tôi trong cái buổi gọi là phát hình sơ mộ này đó, chúng tôi xin muốn trình bày 3 điểm. Thứ nhất là vì sao có cái chương trình này. Thứ hai đó là cái nội dung chương trình này nó sẽ như là những vấn đề gì. Thứ ba nó sẽ được thực hiện như thế nào. Đấy là ba vấn đề mà tôi muốn tâm tình trong cái buổi phát hình hôm nay. Thưa quý khán thính giả, thì cách đây khoảng hơn một tháng, chúng tôi có nhận được một cái điện thoại của một người bạn trẻ, mà có lẽ là trẻ hơn tôi không nhiều đâu, tức là khoảng trên dưới 20 năm thì phải. Thế thì anh bạn trẻ đó, tức là anh Nguyễn Hùng, anh gọi điện thoại tôi cũng chưa biết mặt anh ấy. Bởi vì chỉ qua điện thoại thì anh có nói rằng là có nghe tôi một vài cái buổi đối luận hay gì tôi trên đài, trên YouTube, và một vài cái cuộc mà đối luận của tôi hoặc là thuyết trình của tôi gì đó, thì anh thấy rằng những tư tưởng của tôi là những tư tưởng mà anh rất là tâm đắc. Thế thì tâm đắc đó thì anh muốn đề nghị với tôi rằng hiện nay anh có một cái YouTube nước Việt với tôi, anh muốn chúng tôi lên đó để cùng anh có thể thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến đất nước và dân tộc. Thì lúc đầu chúng tôi cũng có vẻ dè dặt, tôi bảo là bây giờ đó thì tôi thì cũng lớn tuổi rồi, nay cũng 75, 74, 75 rồi,
cho nên là chỉ còn đủ thời gian đó để mà có thể viết một vài cuốn sách đang dang dở liên quan đến vấn đề Việt Nam thì tôi cũng từ chối. Nhưng mà thấy sau đó thì anh Nguyễn Hùng anh ấy rất là tha thiết nói rằng là cái việc viết sách thì là cái chuyện đó là cái chuyện để lại cho mai sau. Nhưng mà hiện nay Việt Nam còn nhiều vấn đề lắm mà cũng cần sự đóng góp của ý kiến của nhiều người. Mà chúng tôi thấy rằng là luật sư cũng là một cái người có rất nhiều ý kiến đóng góp. Thì hôm nay muốn dành riêng một cái chương trình cho luật sư. Đó là cái chương trình mà chúng tôi lấy nó là chương trình những vấn đề của Việt Nam với tôi. Thế thì như vậy đó thì chúng tôi đấy là cái vì sao nó có cái chương trình này. Thế cái mục đích của chương trình này là cái gì? Thưa quý khán giả, thì anh em tôi đã thống nhất rằng là chúng tôi sẽ đưa ra những vấn đề có tính thời sự của Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội gì đó. Rồi anh em chúng tôi sẽ từ đó, chúng tôi sẽ trình bày cái nhận thức, quan điểm của chúng tôi liên quan đến vấn đề đó, đứng trên lập trường dân tộc và dưới xã chủ nghĩa yêu nước, tại sao tôi sẽ giải thích, để chúng tôi sẽ soi xét vấn đề và giải quyết vấn đề như thế nào có lợi nhất cho đất nước và dân tộc. Đó là cái chủ đích của chúng tôi. Thế thì thực hiện như thế nào thì mỗi một lần anh em tôi sẽ chọn cái đề tài và tôi sẽ làm cái bài thuyết trình về cái đề tài đó. Sau khi thuyết trình một cách gọi là đầy đủ mọi thứ theo cái nhìn của tôi thì bắt đầu đó thì bạn trẻ của chúng tôi có thể đặt vấn đề, hoặc là có thể các khán thính giả các nơi có thể đặt vấn đề với chúng tôi qua cái địa chỉ email của đài Nước Việt với tôi, rồi sẽ chuyển cho tôi những câu hỏi đó. Và đến cái kỳ sau chúng tôi sẽ lại, trước khi đi vào cái đề tài mới, có thể chúng tôi sẽ dành một số thời gian để trả lời cho những cái câu hỏi một cái đơn kỳ trước mà quý vị nêu ra. Thì sau đó lại tiếp tục thuyết trình. Đấy là cái cách làm của anh em chúng tôi. Thì thưa với cái khán giả, thì cái mục đích của chúng tôi rất là đơn giản, và cái việc chúng tôi trình bày cũng rất là tự nhiên thôi. Không có cái gì mà gọi là chuẩn bị một cách phải sợ cái loại kia. Thật sự tôi không có sợ, vì tôi nghĩ rằng chúng ta sống một cách trung thực thì chúng ta không sợ gì cả. Đúng thưa với anh Nguyễn Hùng và khán giả. Kính thưa quý vị và các bạn, thực ra chúng tôi thực hiện chương trình này thông qua kênh YouTube cũng để đóng góp với tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước tất cả mọi vấn đề từ nhiều góc nhìn về chính trị, về văn hóa, về xã hội, về giáo dục, về phương diện kinh tế, với những cái góc nhìn rất là quan tâm đến tình hình của Việt Nam. Vì vậy kênh YouTube Nước Việt với tôi cũng mong quý vị tất cả các bạn đóng góp cho chương trình thông qua những comment, những email để mà đóng góp vào chương trình. Mong quý vị dùng những lời lẽ, những ngôn ngữ thật ôn hòa, bởi vì những đóng góp, những từ ngữ không ôn hòa cũng làm cho những người tham gia chương trình nản chí. Từ tháng 2 năm 2019 thì chương trình Nước Việt với tôi ra đời. Cũng vì lẽ đó chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cái ý kiến đóng góp rất là thân tình, rồi chúc mừng, rồi xây dựng với tinh thần là giữa người Việt Nam với nhau. Nhưng mà trong đó cũng có một cái số quý vị, các bạn cũng vì điều kiện này, vì điều kiện kia cũng có thể là chưa hiểu hết về cái chương trình Nước Việt với tôi, nên còn có những suy nghĩ nó cũng chưa có phù hợp với chương trình. Chúng tôi thông qua chương trình này cũng mong rằng chúng ta sẽ xây dựng được tất cả những người Việt Nam trong cũng như ngoài nước, trên quốc tế có cái tình thân ái để cùng nhau suy nghĩ cho một cái đất nước Việt Nam rất là tốt đẹp trong tương lai gần. Vì vậy cũng mong rằng qua cái diễn đàn này, qua kênh YouTube này, nhưng mà vì những cái nguyện vọng, vì cái mong mỏi nước Việt Nam được tốt đẹp hơn,
cũng muốn từ chương trình này sẽ có những cái bạn trẻ ở từ nơi khắp nơi trên thế giới về đóng góp thêm tài năng sức lực của mình để cho phát triển một Việt Nam giống như các nước xung quanh. Mong rằng diễn đàn này sẽ được mọi người quan tâm góp ý, và cũng đừng quên subscribe để nuôi dưỡng chương trình, vì chương trình rất là cần cái sự đóng góp ý kiến của các bạn và cùng chúng tôi. Tất cả chương trình này là chương trình Nước Việt Với Tôi. Nước Việt Với Tôi ở đây, người làm chương trình có cái mong muốn rằng nước Việt là của tất cả mọi người Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại luật sư Thắng, thì bây giờ anh có những cái trình bày như thế nào về anh có muốn nói gì một chút xíu về tiểu sử gia đình, hay là anh có muốn nói về công việc hiện nay, hoặc là anh muốn nói về một cái vấn đề gì mà anh nhận định? Thưa với cái khán trình giả, thưa anh Nguyễn Hùng, thực sự ra mà khi mà tự mình nói về mình thì tụ ngữ phương Tây nói rằng là cái nói về cái tôi mình thật là đáng ghét. Nhưng mà trong trường hợp này đó, vâng, thì trong trường hợp này đó thì chúng tôi thấy rằng là cũng cần phải nói qua về mình một chút để quý khán thính giả có thể hiểu được tại sao tôi nhấn mạnh cái chuyện là khi tôi nhận xét những vấn đề liên quan Việt Nam thì tôi phải đứng trên lập trường dân tộc. Bởi vì nếu không đứng trên lập trường dân tộc thì chúng ta sẽ dễ có những cái nhìn chủ quan, hoặc nghiêng về phía hữu hoặc nghiêng phía tả. Cho nên chính vì vậy mà chúng tôi muốn chứng minh rằng cái chủ trương của tôi không phải bây giờ, đã bảy mấy năm, bảy mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà sự thực ngay từ thời trẻ, tức là thời chúng tôi còn sinh viên, chúng tôi đã có cái chủ trương đó. Trong cái bối cảnh chiến tranh cái thời 1954-1975, chúng tôi đã có một cái chủ trương rõ ràng là phải đứng trên lập trường dân tộc ở dưới giá trị yêu nước để giải quyết những vấn đề của Việt Nam. Vì chỉ có đứng trên lập trường đó, chúng ta có thể tìm ra được một cái giải pháp có lợi nhất và tốt nhất cho dân tộc Việt Nam, và phù hợp với ý nguyện của tuyệt đại đa số Việt Nam, chứ phải tham vọng những người cầm quyền của cả hai bên trong cuộc chiến. Thì chúng tôi muốn nói như thế để chúng ta thấy rằng là tại sao tôi phải nói về chúng tôi một chút. Thì chúng tôi xin thưa thế này, chúng tôi cũng có truyền thống đối với bố tôi đó, là một nhà giáo. Đúng ra ông là một nhà tu xuất. Ông tu xuất là bởi vì năm khi ông mới học tiểu trung viện Hàng Nguyên ở Hà Đông, Hà Nội đó, thì ông ở trong cái nhóm cầm đầu để bãi khóa, để không vào lớp, để đòi ban giám đốc đối xử bình đẳng giữa cha ta và các cố tình. Quý vị biết rằng là nguyên cái từ gọi cha, người cha linh mục của Việt Nam là cha, còn linh mục người Pháp là cố, mà theo nghĩa Việt Nam là cố là bố của cha. Thì điều đó cho thấy rằng là có một sự phân biệt đối xử ngay từ cách xưng hô, ngoài những chế độ đối xử khác, đồng thời cũng đòi đối xử bình đẳng giữa chủng sinh người Việt với chủng vinh người thuộc Pháp. Thì chính vì vậy ông bố tôi đã bị đuổi, và sau đó ông ấy ra làm thầy giảng chứ không được tiếp tục tu để làm linh mục, ở vào cái năm cuối của bậc trung học, tức là cũng là cái trình độ cũng là đã khá. Thế thì khi đó thì ông ấy đi giảng đạo ở trên miền Thượng Du Bắc Việt, tức là các miền trên đó có dân tộc thiểu số nhiều. Và sau một thời gian 1-2 năm gì đó thì ông ấy được chuyển về một cái sứ đạo, đó là sứ đạo Bút Sơn, thuộc cái miền Trung Du của Việt Nam, là quê mẹ của tôi. Và ông đó, ông gặp mẹ tôi và ở đó giảng. Thế thì khi mà đưa mẹ tôi về quê nội ở làng Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, thì trước tháng 8 năm 45, một thời gian nào tôi không rõ, nhưng mẹ tôi nói ba tôi đã đưa mẹ tôi về quê ngoại Bút Sơn để sanh tôi, tức là vào năm 1945, tức là tháng đâu khoảng tháng 6 gì đó. Thì khi đó thì chúng tôi hoàn toàn không biết mặt cha, không biết mặt cha cho đến khi mà tôi được 4 tuổi, năm 1949, thì có một người về, ông đó tên là ông Thủ, về nhà, về quê ngoại của tôi, và nói rằng đón mẹ con tôi lên Hà Nội để gặp cha tôi. Thì thưa mấy quý vị, thì khi đó thì hai mẹ con tôi thật sự mà nói chưa bao giờ lên thành phố bao giờ. Thì lên đó gặp cha tôi, tự nhiên tôi thấy một người nói là cha tôi mà ăn mặc vest, rồi là rất là đồ lớn đó.
thì chúng tôi rất là ngạc nhiên, là bởi vì lần đầu tiên thì khi mà đi, ông bố tôi dẫn tôi đi, mẹ con tôi đi xe hàng, tức xe đò đấy, để đi về xứ Nam Định và ở phố Hàng Nồi. Thì khi đó tôi biết rằng ông già tôi là đang làm cho Deuxième Bureau của Pháp, tức là phòng nhì của Pháp. Phòng nhì của Pháp thì quý vị biết rằng đó là một cái cơ quan tình báo của gọi là của Pháp. Thì sau đến năm 49 mà ở với bố tôi được một thời gian đó, thì tự nhiên tôi thấy bố tôi bỏ đi vào trong miền Nam và hoạt động trong phong trào công nhân, làm công nhân ở Cầu Bủ. Thì sau này tôi mới được biết rằng cha tôi khi mà làm Deuxième Bureau của Pháp đã là hoạt động nằm vùng cho Việt Minh. Và khi mà bị lộ thì như cha tôi lại được điều vào trong đồn cao su để tiếp tục cái cuộc kháng chiến chống Pháp dòng các phong trào công nhân ở đồn cao su Hớn Quản Quản Lợi đó, quý vị cũng biết sau này gọi là Bình Long An Lộc đó. Thì thưa quý vị, thì năm 54, lúc đó tôi 9 tuổi, thì mẹ tôi đã đem tôi cùng với đi theo gia đình một người chú ruột của chúng tôi, lúc bây giờ đang đi lính bảo an đoàn hay gì đó, thì đã đưa chúng tôi vào miền Nam. Rồi sau đó rồi thì chúng tôi mới tìm đến gặp cha tôi ở trên cái đồn điền Hớn Quản Quản Lợi đó. Thì lúc đó có một người anh cô cậu ruột của mẹ tôi, cô nói mẹ tôi rằng cô phải đem chú ra khỏi nơi đây bởi vì rất là nguy hiểm. Mỗi lần mà có đình công của công nhân thì công nhân phải đến nhà mà bảo vệ cha tôi ngày đêm. Thì sau đó thì mẹ tôi đã thuyết phục cha tôi và đã đến một cái trại di cư ở Bầu Trang thuộc tỉnh Vĩnh Long, Long An. Thì ở đó một cái trại di cư đó đâu một thời gian ngắn đó, thì chúng tôi thấy ở trên có một người tên là chú Xứng hay chú Hiệu gì đó từ đồn điền Cao Su xuống và ở lại với bố tôi một vài đêm. Và tôi được nghe cái lời mà tôi nhớ mãi, đó là ông ấy nói với bố tôi là anh phải trở lại với chúng em vì chúng em rất cần anh. Thì sau này tôi suy nghĩ có lẽ là đấy là cái người của cộng sản đã móc nối cha tôi trở lại để chắc là muốn hoạt động tiếp trong cái cuộc chiến tranh quốc cộng sau này. Thì chúng tôi thấy một thời gian ngắn cha tôi không trả lời cũng không nhận lời, cha tôi đem gia đình đi lên lập nghiệp ở một cái trại sinh điền ở trên Buôn Mê Thuột, là cái nơi mới mở, và ông lên đó ông làm ruộng làm rẫy. Và trong cái thời gian làm ruộng đấy thì ông chỉ còn có một cái uẩn ức mà ông hay bộc phát ra. Mỗi khi ông uống rượu vào thì ông chỉ có xưng ông là cách mạng, ông không cần vợ cần con. Hoặc là có những lúc ông ấy chửi cái xã hội miền Nam là xã hội thối nát, xã hội bất công, vân vân. Nói chung là ông ấy thể hiện ông là một cái người rất là lý tưởng. Và cái sự việc mà sau này tôi biết là cha tôi bỏ về, không tiếp tục đi theo cái cuộc nội chiến quốc cộng nữa, là bởi vì cha tôi đã đứng trên lập trường dân tộc và dưới ánh sáng chủ nghĩa yêu nước. Ông đã tham gia kháng chiến trong những vai trò mà ông đảm nhận. Nhưng khi sau khi mở đường dân cho đất nước thì ông vẫn bỏ cái cuộc kháng chiến sau này để trở về. Điều đó chứng tỏ rằng cái điều đó tôi là người con, và sau này có nghĩa đấy cũng là một cái sự ảnh hưởng đối với tôi. Cho nên suốt cái thời tuổi trẻ tôi cũng đã có những cái thể hiện cái lập trường của tôi là luôn luôn đứng trên lập trường dân tộc và dưới các chủ nghĩa yêu nước để hành động, để làm cái điều gì có lợi cho đất nước. Thì chúng tôi đơn cử là vào khoảng hội nghị Paris khởi sự ít lâu, thì tôi có viết một cái thư ngỏ đăng trên báo Sinh viên Tiến bộ Luật Khoa. Nội dung là tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo hai miền Nam Bắc nhân cơ may lịch sử này hãy cùng nhau tìm ra một cái giải pháp có lợi nhất ở Việt Nam, phù hợp với ý nguyện của tuổi đã rơi Việt Nam, để tránh cái sự đổ máu vô ích cho những thế hệ thanh niên chúng tôi
trên cả hai miền Bắc Nam. Và khi đó chúng tôi đã đưa ra cái hình ảnh của hai con tàu Bắc và con tàu Nam. Hai con tàu đó mang hai cái nhãn hiệu URSS, tức là nhãn hiệu của Liên Xô, và USS, nhãn hiệu của Mỹ. Hai con tàu đó chúng tôi giả định rằng những người lái tàu, những người lãnh đạo hai miền đó đều có thiện chí muốn đưa dân tộc, đưa nhân dân chúng tôi, những hành khách bất đắc dĩ con tàu đó về một cái bến vinh quang. Tôi giả định như thế thôi, còn cái ý đồ riêng của các vị đó tôi không biết. Và tôi giả định như vậy, và tôi muốn là quý vị ấy, nếu trong hiện tại không thể cùng nhau đi chung một con đường, hãy chấp nhận, hãy đường ai nấy đi, để miền Bắc tiếp tục nhận tất cả những viện trợ của phe xã hội chủ nghĩa, để kiến tạo một miền Bắc xã hội chủ nghĩa theo đúng mô hình lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản, và miền Nam nhận tất cả những viện trợ của Mỹ và các nước để xây dựng một miền Nam giàu mạnh, dân chủ theo đúng cái mô hình chế độ dân chủ của Việt Nam lúc miền Nam lúc đó là Việt Nam Cộng hòa. Thì hai bên ấy thi đua đi trong hòa bình để làm gì? Để chờ cơ may thống nhất một cách hòa bình, để có một cái tình trạng như là Bắc Hàn và Nam Hàn hiện nay, nghĩa là không đổ máu, nhưng mà cuối cùng cũng sẽ thống nhất thôi, chỉ có về thời gian. Nhưng thà như vậy đi còn hơn là tiếp tục anh em trong một gia đình, trong một cái dân tộc, trong một đất nước giết hại lẫn nhau. Thì chúng tôi đã đưa cái thư ngỏ đó để chứng tỏ rằng chúng tôi, từ cha tôi cho đến tôi, vẫn theo cái quan điểm đứng trên lập trường dân tộc để mà giải quyết các vấn đề của đất nước chúng ta. Và một điểm nữa là cái vấn đề mà chúng ta sẽ bàn ở trong tương lai, chúng tôi sẽ cùng với quý vị, chúng tôi trình bày cái nhận thức của chúng tôi trên quan điểm, lập trường quan điểm đó, và quý vị có thể cùng với chúng tôi thảo luận. Có thể là ý kiến chúng tôi sẽ không thể được mọi người chấp nhận, cũng có người chấp nhận, có người không. Nhưng mà như anh Nam Hồ có nói đó, khi chúng ta bày tỏ sự bất đồng, ta bày tỏ trong tinh thần xây dựng và dùng những ngôn ngữ văn hóa, chứ không phải vì trái ý, trái lập trường hay là trái quan điểm của mình là bắt đầu dùng những ngôn từ không được tốt đẹp, như chúng tôi thấy diễn ra trên các cái diễn đàn ở trên YouTube. Điều đó thì cái chương trình của chúng tôi mong rằng không có xảy ra chuyện đó, mà chúng ta hãy thành tâm với nhau, thiện chí với nhau để đóng góp xây dựng, làm sao cùng nhau giải quyết những vấn đề trong hiện tại của đất nước chúng ta, về mọi vấn đề liên quan đến chế độ chính trị, liên quan đến đảng phái, liên quan đến vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội, vấn đề nọ, vấn đề kia, như thế nào để giải quyết để có hiệu quả và có lợi cho đất nước, cho con người và xã hội đất nước Việt Nam chúng ta. Thì đấy là cái ước nguyện của anh em tôi khi mà thực hiện cái chương trình này. Và chúng tôi mong rằng là quý vị có cộng tác với anh em tôi để làm những công việc đó. Thì chúng tôi sẽ chọn những chủ đề tùy theo cái chủ đề đó, nó có thể liên quan đến thực tế của Việt Nam trong hiện tại, để mà có thể tìm ra một cái giải pháp bằng cách là rút từ những kinh nghiệm của quá khứ để tìm ra cái giải pháp để hướng đến tương lai, làm sao đất nước chúng ta ngày một tốt đẹp và đi đến một cái điều mà ước mơ chung của đất nước chúng ta là Việt Nam tương lai có dân chủ thực sự và có một nền kinh tế phát triển toàn diện đến phú cường và văn minh tiến bộ. Không phải chỉ phát triển toàn diện có nghĩa là không phải chỉ kinh tế không, mà phát triển kể về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, về mọi diện, để chúng ta có thể tạo ra một cái đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh và có đủ một cái thế và lực để chúng ta có thể bảo vệ được cái sự vẹn toàn lãnh thổ của chúng ta trước bất cứ một cái âm mưu, gọi là một cái tham vọng xâm lăng nào của bất cứ từ đâu tới. Đấy là cái điều ước mong của anh em tôi khi thực hiện chương trình này. Vâng, thưa với khán giả và thưa với anh Nam Hồng.